chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai 28 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rìa xa phía đông nam của vùng áp thấp phía tây. Trên cao là hoàn lưu phía tây nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh phổ biến vẫn là mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày mai trời nắng nhiều, chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể tại các khu vực như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ở khu vực này chủ yếu là mây thay đổi, về đêm tạnh ráo không mưa, ngày mai trời nắng khá là oi bức, chiều tối sẽ có mưa rào và dông một vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 15 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Tiếp đến là khu vực phía đông của tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ở khu vực này phổ biến sẽ là mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông một vài nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 19 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Còn tại khu vực phía nam của tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ở khu vực này mây thay đổi, đêm và ngày tạnh ráo không mưa, chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 19 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam của tỉnh bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Đây vẫn là khu vực có nền nhiệt cao nhất trong tỉnh và phổ biến vẫn là mây thay đổi, về đêm không mưa, ngày trời nắng oi bức, chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phổ biến quanh mức từ 22 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Thưa quý vị và bà con, thời tiết đang ở giai đoạn chuyển sang mùa mưa, sầu riêng thì đang ở giai đoạn xả nhị phát triển trái. Bà con nông dân chúng ta cần thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bón phân, vệ sinh đồng ruộng, phát dọn cỏ dại để tạo độ thông thoáng cho vườn cây, hạn chế bệnh nứt thân xì mủ phát triển và cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ dịch hại kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng. Và khép lại bản tin hôm nay sẽ là dự báo thời tiết tại một số khu điểm du lịch của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.